Ừ. Đã không? Quá đã luôn. Bây giờ xin lỗi anh nha, điều quỷ nó đang khống chế anh này. Vậy thì anh này thuộc về quỷ hay thuộc về Chúa? Thuộc về quỷ, đúng không? Quỷ đang khống chế anh này mà quỷ đang nhập vào anh này mà cũng từ cười chắc quỷ nhập rồi. Ví dụ thế thì chúng ta bảo là quỷ đang khống chế anh này. Mà quỷ khống chế anh này thì anh này thuộc về quỷ hay thuộc về Chúa? Mà bây giờ tôi đến tôi trừ quỷ, tôi đến tôi giải thoát anh khỏi khống chế của ma quỷ thì tôi thuộc về Chúa hay thuộc về ma quỷ? Mà người ta lại bảo rằng tôi dùng bàn tay của quỷ mà trừ quỷ là có phải là tự ma quỷ nó mâu thuẫn không? Quỷ đang khống chế anh mà tôi lại dùng bàn tay của quỷ mà trừ quỷ, vậy có phải quỷ với quỷ nó đánh nhau không? Anh em thấy không? Satan mà chống lại Satan, nước nào mà chống lại nhau thì nước ấy mất, nhà nào mà chống lại nhau thì nhà tan, nước mất nhà tan là vì sự chia rẽ, là vì sự thiếu hiệp nhất, là vì sự thiếu đoàn kết với nhau. Mà Satan nó phải cấu kết với nhau, nó không phải là đoàn kết mà nó cấu kết với nhau để nó hại con người. Thì làm sao mà tôi lại có thể dùng bàn tay của Satan mà diệt quỷ nó ở trong anh được, đúng không thưa anh chị em? Cho nên Chúa bảo là vậy thì không thể nào mà Satan dùng bàn tay của người khác mà diệt Satan được. Vậy thì không phải Satan thì là bàn tay của ai? Của Chúa. Đây là bàn tay của Chúa để tiêu diệt ma quỷ. Mà Chúa nói nếu tôi dùng bàn tay của Chúa mà tiêu diệt ma quỷ thì nước Chúa đang đến gần rồi. Mà nếu ai không tin, anh ngoan cố vì ghen tức, vì ghen tị, vì thành kiến mà không tin, đổ vấy công việc của Thiên Chúa là trừ quỷ, là việc của ma quỷ, đổ công việc của Thiên Chúa là của ma quỷ, là tội phạm đến Thánh Thần. Và Chúa nói rằng tội ấy không tha được. Không tha được không phải vì Chúa không tha được, nhưng mà vì người ấy không muốn tha, vì người ấy cố chấp. Chúa đã làm hiển nhiên rõ ràng công việc là lòng thương xót Chúa đã chứa người này, mà lại đổ rằng đó là ma quỷ, mà đổ là giả tạo, đổ là đóng kịch, là đóng phim, là thuê người. Tôi có thuê lên đây không? Không. Tôi có mướn anh lên đây không? Không. Tại sao anh lên đây? Chúa gọi. Chúa gọi. Hallelujah. Đấy, mà ai mà đổ cho công việc này là của ma quỷ thì người ấy là phạm đến Thánh Thần, không tha được. Vì cho dù Chúa có lòng thương xót của Chúa, có làm bao nhiêu cái dấu lạ điểm thiên tại đây, mà cái thằng đó đã thành kiến rồi, mà đã lòng ghen tức rồi, ghen tị rồi, thì nó mờ hết mắt, nó không nhận ra được đâu. Mà như vậy là xúc phạm đến Thánh Thần, vì cho rằng những công việc mà chúng ta đang làm để tôn vinh lòng thương xót Chúa, để làm chứng cho lòng thương xót Chúa là của ma quỷ, là bàn tay của con người. Đây là những người chống lại Thánh Thần và tội đó không tha được. Nào, Chúa đã gọi anh lên đây, anh làm chứng cho Chúa. Như thế nào anh chia sẻ cho mọi người? Anh đi với ai? Đi mẹ. Rồi, gọi Con đến đây. Con là bạn của anh này. Dạ, con là mẹ của Vinh. Ai là mẹ, ai là con? Chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Thấy một cái hình ảnh một cái bạn trẻ rất là đẹp và rất là dễ thương, và đi với người mẹ cũng rất là trẻ. Nếu mà hai người đi với nhau, người ta tưởng là hai người là cái gì? Người yêu à? Rồi, con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì? Em tên là Huy, con 19 tuổi. Dạ, mới có vợ. 19 tuổi, có làm gì? Dạ, làm tự do nhiều nghề. Làm nghề tự do, con có người yêu chưa? Dạ rồi. Dạ có vợ. Có vợ rồi, có con chưa? Dạ con 1 tuổi. Con 1 tuổi, vợ con có đi không? Dạ không. Thưa chị em, chúng ta thấy một bạn trẻ 19 tuổi mà đã có vợ và có đứa con 1 tuổi rồi, còn con?
Dạ, cha con là Phan Thị Lý, con là 38 tuổi. Dạ, con đến từ thành phố Lê Cô. À, con là con 38 tuổi, còn đây là 19 tuổi. Vậy là bao nhiêu tuổi thì đã có con? Cũng 19 tuổi là có con, bằng tuổi con là mẹ con có con. Rồi, con đến từ thành phố Pleiku. Em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông. Rồi, và Pleiku có gì lạ kể cho mọi người nghe con? Dạ, theo như con mẹ với con nghe thì con sẽ nói ngắn gọn. Mà con đến đây vừa xin và vừa tạ ơn. À, con có ơn thứ nhất là cháu nội của con á, là mẹ được 1 tuổi, nhưng hồi mẹ nó mới mang bầu á, là thằng con chưa đủ tuổi, cho nên con không cưới được. Con người Công giáo không thể nào bỏ cái thai mà cũng không có thể cưới được. Thì con xin mãi thì Chúa mới bảo con là sẽ đi hỏi. Đi hỏi là không có tội á. À, con đi hỏi, sau đó đi bác sĩ thì bác sĩ bảo là con nó chơi cỏ nha, cho nên là em bé phải hủy chứ không thể giữ được. Con nó không biết lúc đó nó sao, nó mẹ ơi con thằng cu là thằng nào? Thằng cu là thằng cha. Nãy giờ chắc cứ tưởng là thằng cu là thằng con 1 tuổi, về thằng cu 19 tuổi rồi. Cho nên biểu mẹ ơi, con chắc chắn là con nó không bị sao đâu. Nói bác sĩ là để lại đứa con cho con. Con cũng nói là mẹ cũng không biết, nhưng mà mẹ tin chắc là hồi giờ mẹ không có làm cái gì mà sai trái, cho nên là cháu của nội nó cũng không bị sao hết. Con khuyên con dâu của con là con hãy hàng đêm con cầu nguyện với Đức Mẹ, rồi mẹ cũng cầu nguyện cùng con, chứ mẹ cũng chưa có dám chắc là hồi giờ mẹ không có làm gì sai, cho nên là mẹ cũng không có dám, nhưng mà mẹ tin chắc một điều là mẹ giữ lại đứa bé là trọn vẹn. Mẹ khấn, con khấn với mẹ là không cần xấu hay đẹp, đen hay trắng hay giống ai, miễn là nó đầy đủ bộ não và tay chân là con vui rồi. Bây giờ là nó được. Rồi cuối cùng đứa con là thằng đứa con là thằng cu, thì thằng con của con là thằng gì? Dạ bé Đan. Dạ, dạ bé gái. Dạ, dạ. Lúc mà đứa bé nó sinh ra là nó bao nhiêu ký và sức khỏe nó như thế nào? Dạ 3.7 kg tốt mà. Hallelujah. Vâng, thằng cu xin được bé gái 3.7 kg tốt. Hallelujah. Hallelujah. Rồi con được ơn hoán cải quay về với Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Dạ con hồi lúc trước là có sử dụng ma túy. Dạ và con cũng muốn từ bỏ mà không được. Dạ và con đã cũng đi cai, và ở trong lúc cai đó thì con cũng cầu nguyện. Dạ, và chúng về bỏ được. Con bị bao nhiêu năm? Dạ, 2 năm. Bị dính 2 năm hay là bị cải tạo 2 năm? Dạ, bị dính 2 năm. Dính 2 năm, thưa anh chị em. Rồi lúc mà con bị dính như vậy thì con gặp người vợ của con. Người vợ con có biết là con bị dính không? Dạ, biết. Mà nó vẫn chấp nhận lấy con. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ là hai vợ chồng sống hạnh phúc với nhau bên bé Lan được 1 tuổi. Hallelujah. Rồi còn gì nữa con muốn chia sẻ cho mọi người? Dạ, con muốn chia sẻ là một chuyện nữa là hồi tối nay con đi á cha. Dạ, cũng vì con cầu xin Chúa là đưa thằng con bò đến đây á cha, là đó là cái ơn thứ hai cha. Ơn thứ nhất là cháu của con là mạnh khỏe. Ơn thứ hai là con đưa cha nó đến đây là con nghĩ là Chúa đã nhận lời rồi. Con nói là con nghĩ trong ruột đó là con nhắn xin cho cha mà không thấy cha nhắn lại. Xong rồi bạn con nói là cứ nhắn biết, nhắn chừng nào mà cha nhắn lại thôi. Nhưng mà nhắn cho cha 4 tin mà không thấy cha nhắn lại. Nhưng con cảm thấy... Tại máy cha hết tiền. Nhưng mà con cũng cảm thấy vui lắm. Thì cha nó thì không, hồi giờ nó đi không chịu đi đâu. Nhưng mà tự nhiên lại con nói đi theo mẹ thì nó lại đi. Nó đi theo con, là nó đến đây là con nói con ơi đông quá làm sao mà cha biết mẹ con mình được, chắc nó lại không biết đâu. Nó nói mẹ ơi mình còn xa vậy con không thấy được cha. Cái con nghĩ là thôi đằng nào là mình cũng lên rồi con thấy cha thôi chứ không có vấn đề gì đâu. Mà nghe người ta nói nếu như người nào tội nhiều á là cha ôm vào lòng, còn người ít tội là cha so cho đẩy ra. Con nghe nói như vậy thôi. Cái con nói là mẹ con mình là tội nhiều nhưng con không dám nói với nó, không cho là tội nhiều không biết cha có biết hay không.
thì đi đến đây rồi thì con nói con làm dấu là xin Chúa hãy nhìn thấy mẹ con của con, thấy con của con và con. Thì vừa tới nơi thì con thấy cha ôm con của con vào lòng, thì lúc đó nước mắt con nó tuôn trào ra. Mà lúc này không phải là những cái vấn đề ở ngoài đời mà con gặp phải, con phải khóc, mà đây là khóc vì sự sung sướng, khóc vì sự hạnh phúc đó cha. Con thấy con là được Chúa nhìn đến, cho nên là con rất là cảm động. Đó là cái việc nó đến đây là con thấy đó là Chúa nhận lời rồi. Hồi tối nay là con đi trên xe không ai biết, không mà không ai đi đến Cha Long hết. Con hỏi ở trên xe có ai đi Cha Long không, rồi con đi theo. Nhưng ai cũng nói không biết Cha Long, hỏi đi Cha Long chi, nói đi Cha Long để xin. Rồi nghe nói là Cha Long chữa bệnh hay lắm. Rồi mấy người nói bác sĩ không tìm tìm cha chi. Cái con kêu thì nghe nói vậy chứ mà em cũng tin. Bây giờ em dẫn con em đi nè. Chẳng ai quan tâm tới con hết. Rồi xong con xuống con nằm. Nửa đêm khoảng lúc con nhớ là 2 giờ hơn, thì có một bé ở trong cái xe nó sốt cao co giật luôn, con đang nằm ngủ. Thì chị nói bắt dừng lại. Anh tìm cho em cái bệnh viện để em ghé vô cấp cứu cho bé, cho bé nó co giật rồi. Thì ở trong sách của con á là có một cái hình Chúa giống này nè. Là con mang theo biết thôi. Con nghĩ là không ai giúp cho bé lúc này được. Con mới lấy cái hình ra, con chạy qua, con trèo qua mấy người ngủ luôn, kêu chị bé bị sao, nói chú bé bị sốt bây giờ cao lắm, bây giờ chị khóc luôn, em biết là con biết làm sao. Con lấy cái hình ra, con cho em bé ôm vào người này, con nói là bé tên gì. Cái xong cái con biết tự nhiên sao con vậy luôn. Cái chị nói là bé tên Ngọc Anh gì đó. Cái con kêu là chị có đạo không, chị kêu không. Không đạo kệ đi. Cái xong con nhét vô, nói bé ôm lại. Mà lúc đó con rồi con thấy lạnh hết, con sợ bé nó chết. Mà không biết mình để Chúa vào thì lỡ mà nó chết thì không biết là bảo là ai. Nhưng mà con kêu chắc chắn là Chúa không bao giờ mà lại bỏ bất cứ ai được. Vì con coi ở trên mạng con thấy có cả đạo Phật nữa. Nên là con nói chị yên tâm đi, hãy giữ bé ôm cái hình này. Xong rồi chị cứ cầm cái khách mà đo nhiệt độ, chị đo dòng đấy, chị đo cho bé đi xem thử nó hạ sốt không. Thì bắt đầu là 38.5 chuyển xuống còn 38.3, 38.2, xong rồi 38 độ, xong xuống 37 độ mấy, xong rồi yên tâm rồi. Rồi cái con đi, con nói được rồi không sao đâu chị, chắc là lẽ không sao đâu, là con đi ngủ. Sáng mai dậy cái lúc con xuống mai khoảng 5 giờ thì mấy chị có hỏi là ủa chứ mày làm cái gì mà con biết nó hấp sốt vậy. Nói vậy em không làm gì được đâu, mà cái hình này này, cái hình của Chúa này, em đi đến Gia Long cho nên là em nghĩ là nhờ cha sẽ cứu hết, Chúa sẽ cứu hết, cho nên là em liều em đưa cái hình này cho bé ôm thôi. Thế là mấy chị mới hỏi là ở đâu. Lúc đó nói em cũng không biết ở đâu, giờ em biết đi tìm mà. Vậy thì nói bây giờ không biết tìm ở đâu, đi trên xe cũng không biết, xuống bây giờ mẹ con mình phải làm sao đây. Thì định đi taxi thì sợ là không biết taxi chở làm sao. Thì sao mà con tìm ra được đến giáo điểm tin mừng này? Dạ cũng tình cờ, cũng con không biết là tới bến xe rồi là vô tình chú dẫn đường cho gặp những người đi cùng tới luôn rồi. Hallelujah! Hallelujah! Nhìn tay chân nó xong chỗ là mọi người sợ. Nhưng mà đúng là Chúa ôm những người tội lỗi vào lòng. Còn những con người mà họ giả hình, giả tạo, giả mạo, giả đạo đức thì chính họ đẩy Chúa ra. Chúa cũng chẳng đẩy họ ra đâu. Tôi cũng chẳng đẩy họ ra đâu. Vì chính họ đẩy Chúa ra khỏi lòng họ. Còn Chúa thì những người tội lỗi, những người như người anh em của chúng ta đây, Chúa ôm vào lòng, thực sự là như vậy. Khi lên đặt tay cầu nguyện thì tôi cảm nhận được cái chuyện đó. Chúa thúc đẩy trái tim của mình biết được ai là người cần được ôm vào. Và thường là những người tội lỗi và thường là những người đau bệnh đến thời kỳ cuối cùng. Xin tạ ơn Chúa đã gửi con đến đây. Và hôm nay nói thật với mọi người là con có bỏ Chúa không? Dạ không. Không bỏ Chúa thì con quyết định theo Chúa không? Dạ theo. Theo đến hơi thở cuối cùng. Hallelujah! Đây, cho tặng cho con đứng mà còn quyết định theo cho đến hơi thở cuối cùng nha. Làm dấu nó có đạo à. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là sâu chuỗi lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho mẹ con của con. Hallelujah!